Bench. 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 Heed. Heed. Heed functions as two parts of speech. It can be a verb, meaning to pay careful attention to. Historians often warn us to heed the lessons of the past. Or heed can be a noun, meaning close attention. It would be a mistake to pay no heed to a doctor's advice. Now you say heed. And again. Burning. 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 Gentlemen. Gentlemen. Confabulation. 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 Challenge. 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 Millimeter. 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 Earth. 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 Amateur. 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 Dance.
Hello. What are you doing today? What you eating? Xin chào các anh chị. Phở, mì. Okay, wait for me. Ông thợ sơn lỡ rồi. Okido. Sorry các anh chị hôm qua đó biết không? Đang họp cái xong phải tắt cái internet. Cái ông thợ sơn á, ổng giật cái modem wire đó. Thành ra không còn net nữa. Join group để nói English hả? Trần Hương muốn nói tiếng Anh online hả? Trần Hương cứ search ở trong Power Talk đó, nó có rất là nhiều search. View all, let me see. View all, then where is it? Education? No, not education. Yeah, education. Study group. No, not this one. Let's see. In the shop bar line, just type the English. Let me do it then. Type the English. Yes, and there's a lot of English room. English practice room for people around the world. Practice your English on the mic here. Trần Hương biết làm cái đó không? Hả? Biết không? Hả? She doesn't know how to take the mic. To hold the mic. Nói to hả? To rồi mà. Let me see. Bây giờ to dữ rồi phải không? Bây giờ to dữ rồi phải không? Hả? Trần Hương hả? Trần Hương
không 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 biết không biết cầm microphone hả? Để xem webcam của người đẹp Mỹ Duyên trước đã. Dạ, Trần Hương thấy không? Hả? Trần Hương thấy không? Rồi, thế nhấn cái chữ view all, rồi ngay cái chỗ mà, cái nó có cái ba address của PowerTalk đó, nếu mình đánh chữ English vô, rồi mình nhấn cái icon, cái dấu hiệu mà chữ short đó, nhấn vô đó, thì nó ra rất là nhiều room English practice cho mình á. Okay, đại khái gì? English sharing experience, English cho người mới học, learn easy conversational English, English and music room for everyone. Nhiều lắm á, vô trong đó mà practice. Okay. Forum của ESL hả? Huh? Okay, that's your business then. Bây giờ do my business, okay? Bây giờ học nha. Okay, cái room này các anh chị đừng có chiếu webcam nha. Okay. Chiếu webcam rồi mọi người đổ dồn con mắt vô nhìn. Các anh chị không ai nhìn tử mi hết trơn. Okay. Vô room này là chỉ được nhìn một mình tử mi thôi á. Okay, bắt đầu học nè. Có thấy gì đâu mà nhìn. Ok, mến chào các anh chị mới vào room. Lại kéo ghế ngồi tự nhiên nha. Cà phê, bánh ngọt, donut and everything over there. I put everything, all the food on the table. So chào mấy cục ngọ, bán vé nữa hả? You selling the ticket to get in the room hả? Qua cỏ lâu, qua cỏ lâu. Để dưới bàn ai dám ăn hả? Phải dâng tới tận tay hả? Rồi đốt luôn. Rồi đốt luôn. Có cần tỉ mi nhai không? Hả? Không cần tỉ mi nhai mốm. Rồi đốt luôn không? Để trên bàn. On the table mà. That's what I said. On the table. Ok thôi, không nói chuyện không nói chuyện nói kêu bạn gì nhảm nhí nữa, bắt đầu học nè. Ok, hôm nay ráng làm cho hết cái bài tập nha các anh chị. Bài tập về danh từ. Ok, tiếp tục nha. Where is it? Let me open my work. The nouns, the exercises of noun. Okay, where were we yesterday? This was helpful, must help the girl broke. Yeah, I think we right here. Yeah, many. Okay, we right here. Yeah, we're talking about some building have been built, pulled down to make rooms for the new part. Okay, to make room for the new part, not make place or spaces or land. Be you, huh? Gúng quá, gúng. So make room. Okay, next one. Room chứ không phải space. Space hay là place là nói theo tiếng Việt của mình. Okay.
để có chỗ phải không? Để có chỗ, right? Mình đâu có nói để có phòng đâu phải không? Để có hay là place, okay, right? Nhưng mà the way a man say this, to make room, okay, not to make space or place. I mean space is a place. Okay, next one. Hôm qua chúng mình cắt nghĩa này rồi. Bây giờ there are many mouses, toys, sand, loves, and her younger brother's roll. Có rất là nhiều con chuột á, hay là đồ chơi, hay là những cái lá. Chắc sand and love. I think I forgot the hyphen then. I mean the dash then. Yeah, toys, okay? Tại sao toys các anh chị? Hả? Tại sao là toys? Very good. Tại vì mouse is the plural of mice. Of mouse is mice, not mouses. Okay. So that's misspelled right there, phải không? Dứt sai phải không? And send left slips nghĩa là gì? Okay, let me repost this. Send left nghĩa là gì? Send left nghĩa là gì? I think I forgot the dash between it. Send là cát phải không? Left left là lá phải không? Đâu có ai để cát ở trong tủ đâu, phải không? Còn những chiếc lá này cũng viết sai luôn phải không? Misspell right there too, right? Để cát trong tủ làm chi vậy? Hả? Nên chỉ có để đồ chơi thôi, phải không? So toys the best choice. Okay, next one. Anh chị phải biết tại sao mình chọn cái câu đó nha. The university has invented a new kind of machine. The machine, machines or a machine. Which one is right? Có những cái article, I mean có những cái nào mình nó không cần có cái article. Okay. Time machine, iron, khá như vậy, go, mathematic. Okay. Yes, yeah, so the first one is right. The machine sign, the third one is misspelled. Machine never have the S, right? Never has the S. And of the second one wrong, so the fourth one wrong too, or wrong either, right? I mean wrong too. Phải không các anh chị? Không có mẫu từ thành ra câu thứ hai, câu thứ tư sai. Câu thứ ba thì misspell. Thành ra chỉ có câu thứ nhất là đúng. Okay. That's right. Very good. And invite. Okay, next one. Carefully with this one, okay? When she got back, Jennifer was surprised to find the room of the window broken. The window of the room broken, or the room window broken, or the room's window broken. Which one is right? Okay, the window of the room. Phải không nè? Mình nói gì cái gì?
Mình nói về cái cửa sổ hay là mình nói về cái phòng bị vỡ? Answer me, okay? Mình nói về cái phòng hả? Đâu phải. Làm sao mà cái khi mà gió nó thổi mạnh á, phải không? Thì cái cửa sổ nó bể chứ. Đâu phải cái phòng nó bể đâu, phải không? Thành ra một á, là mình sẽ để cái cửa sổ phía sau. Right? Mình sẽ dùng compound noun. Có nghĩa là hai danh từ hợp lại thành một cái unit, thành một nghĩa. Thành ra mình sẽ để ở phía sau hoặc là mình để ở phía trước mà phải có chữ of. The window of the room. The room of the window. Thành ra câu câu thứ nhất sai phải không? Mình nói về cái cửa sổ mà. Nếu mà để phía trước thì có chữ of mà cái the room để phía trước là sai. Right? Rồi, coi như câu thứ nhất sai. The window of the room. Có vẻ như đúng phải không các anh chị? The room window and the room's window. Cái câu thứ tư sai là tại vì đồ vật. Cả hai đều là đồ vật hết, không có được dùng cái sở hữu cách apostrophe and the s. Okay, thành ra câu thứ tư sai. Thành ra chỉ còn có câu thứ hai và câu thứ ba dường như là đúng, phải không? The window or the room hay là the room window cũng vậy, cũng đồng nghĩa phải không các anh chị? Đấy. Nhưng mà thường thường người ta nói the window of the room, không ít ai nói là the room window. Okay. The window of the room is the best choice. Okay. Cái câu thứ ba không có sai nha các anh chị, đúng nhân phẩm, nhưng mà cái the way people talk, they don't talk that way. Okay. So the window of the room is right. It's the best choice. Okay, next one. Sao hai cái này giống như nè. I think I missed something. It's right here. However, would you please change this 10 pound, 10 pound, 10 pounds, and 10 pounds note. Một cái có hyphen and một cái không có. Một cái có số ít and một cái có số nhiều. So which one is right? Yeah, cái có hyphen đúng, right? And pounds nó là adjective, nên không có s, okay? 10 pounds function is an adjective in a sentence to modify to the noun. Follow it, right? So 10 pounds có cái giặt ở chính giữa đúng hơn, okay? Và không có s. So the first one is right. Hỏi tại khi nào mình biết có gạch, khi nào mình biết không có cái gạch ở chính giữa các anh chị? There's no rule at all. There's no rule. We have to memorize or we have to know by heart or by your experience. Những cái mà có gạch chính giữa hay là không có gạch chính giữa mình phải biết thôi. Okay? Mình phải nhớ thôi. Yeah, hay là theo tiếng Mỹ thôi. Tiếng Mỹ nói sao thì nói vậy đi. Okay. Còn có nói sai thì cũng phải PM nói nhỏ nhỏ nha. Okay. Đừng có picky in the room nha. Okay, next one. Cười. GL. Huh. Cười, cười cho quê hả? Okay, this one. Let's see.
Tại sao cái này nó có đến hai cái lận? Oh yeah, I know now. Okay, the first one, the word. Hay là word, hay là words with S, hay là word. Came that director line Lee would drop in on his way here to help. The second one is how would, hay là words with S, hay là a word with me. Which one is right? Một cái có S, một cái không có S. Một cái có mạo từ, một cái không có mạo từ. So give me two answers. Mới sáng sớm đâu bụng quá vậy ta. And hurry các anh chị. Nói rằng Director Lee đó sẽ drop in có nghĩa là tới đó, phải không? Drop in có nghĩa là tới đó, nghĩa là nói đó, phải không? Nói rằng would come có nghĩa là nói rằng những cái chữ đã tới tới. Có, cái câu này mình dịch như vậy đó, nói rằng cái ông director đó, Lee đó, ông sẽ drop in on his way here, nghĩa là gì? Nghĩa là ông trên đường, nói là ông trên đường đi tới đây sẽ nói với tôi một cái điều gì đó. Ok, sẽ nói với tôi một cái điều gì đó. Ok, thường thường cái câu nói là a word, okay, a word with me, nghĩa là cho tôi một lời nói, khá như vậy, cho tôi một lời nói hay cho tôi một chữ hay nói cho tôi một lời đó, tiếng Việt mình có nghĩa là như vậy đó. Thành ra mình dùng chữ a, okay, không phải chữ the ở phía sau á. Còn đầu câu thì mình không có mạo từ. Word came that Director Lee would drop in on his way here to help a word. Word with me. Okay, that's the way people talk. I mean, people say. Okay, next one. The article nữa, bị lừa nữa hả? Anyone or anyone else, which one is right? Cái người artist. Cái người đang làm bài tập về danh từ á. Artist là cái người nghệ sĩ, phải không? Phải không? Cái công việc của cái người nghệ sĩ đó, những người khác. Which one is the right one? I think the last one is the right one. Why? Let me prove it. Anyone else. Cái else này không phải là danh từ, phải không? Phải không? Thành ra mình không có làm cái apostrophe, cái possessive case right here. Right? Thành ra cái câu thứ nhất sai. Anyone else.
anyone else là bất cứ ai khác dịch tiếng Việt là đúng nhưng mà ngữ pháp thì sai. Okay, anyone else what? Nó chưa có đủ nghĩa. Okay, it doesn't complete thought. Nó chưa có đủ nghĩa. Right? Tại sao? Tiếng Việt sẽ cắt nghĩa sao? Đến câu thứ tư sẽ cắt nghĩa. Anyone thì tốt hơn bất cứ người nào. Phải không? Cái này cũng chưa đủ nghĩa nữa. Right? Đã dịch như vậy. Cái công việc của cái người nghệ sĩ đó thì tốt hơn bất cứ công việc của bất cứ ai khác. Okay. Yeah, tốt hơn bất cứ công việc khác của bất cứ ai khác. Right? Thành ra đó, khi mà mình dùng cái apostrophe phrase and the S đó, mình không có cần lặp lại cái danh từ ở phía sau, tại vì người ta đã hiểu ngầm là work rồi. Khi trong tiếng Anh mình tránh cái sự lặp lại, thay vì nói như gì, anyone, okay, let me pause the whole thing then. Right? Mình không cần lặp lại cái chữ work một lần nữa, okay? Tại cái apostrophe and chữ S là hiểu ngầm rồi. Phải không? Thì tốt hơn bất cứ công việc nào của bất cứ ai khác, phải không? Thành ra cái chỗ apostrophe and chữ S á, mình phải để ngay chỗ đó, okay? Của cũng giống như là Tim. Okay, mình nói này. I am at. Mình stop ngay chữ Tim's with the apostrophe and the S. Mình không cần lặp lại cái chữ, mình không cần nói chữ house. Ví dụ nó I'm at Tim's. Thì ai cũng hiểu là at Tim house. Thì các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Team house hoặc là team shop là khái như vậy, hay là team office. Okay. Thành ra câu thứ tư là đầy đủ nhất. Okay. Okay now, say yes thì mình move on. Right. Okay, next one. A group of, oh my, the whole cadus are eating grass at the foot of the. Thêm cái chữ khác nữa nó hay hơn tả linh. Okay, anyone else? Okay. Bất cứ công việc của bất cứ một người nào khác có chữ khác nó nhấn mạnh hơn. Okay. Cattle là gì các anh chị? Cattle là cái những cái con gì đó? Con gì? Súc vật phải không? Con gì? Yeah, the first one, the second one and the last one are wrong. I mean misspelled. Và những con gia súc á. Okay. Ba cái câu đầu, chữ thứ hai và chữ thứ tư là viết sai. Okay, là viết sai. Caddy là gì? Đâu có ai nói caddy đâu. Okay, viết sai, misspelled. Right. So, câu thứ ba đúng. Nó dễ quá mà các anh chị phải không? Chắc là các anh chị chưa bao giờ thấy cái chữ này. Right. Yes, so.
There were much more male teachers than yours. Có nhiều thầy dạy học hơn thì dưới. So male teachers, tại sao câu thứ nhất sai? Male teachers, tại sao câu thứ hai sai? Câu thứ bốn là đúng nhất. Tại vì males ở đây nó là tính từ, không có được quyền có s. Okay. Còn câu thứ hai là mình double possessive case. Nghĩa là mình có hai lần cái sở hữu luôn của, right? And câu thứ ba còn sai dữ nữa. Những người thầy của giống đực. Mắc cười ấy. Những người thầy của giống đực. Đó là câu thứ ba dịch như vậy, ok? Câu thứ tư là những người thầy đàn ông. Những người thầy dịch như vậy đi. Những người thầy còn đàn ông. Dạ. Yeah. Thành ra câu thứ tư đúng nha. Okay. Các anh chị biết, phải biết tại sao nó sai, tại sao nó đúng, ok? Cái đó mới là khó đó, chứ còn mình guess đó, mình gamble đó, cứ chọn một cái hên xui là không được, ok? Okay, next one. Giáo viên nam hả? Okay, giáo viên. Or some advice, an advice, or several advices on how to improve our Mandarin. Người thầy của chúng ta thì cho chúng ta một cái lời khuyên để làm cách nào improve là gì? Cái tiếng Mandarin, okay. Improve là cải thiện hay là làm cho tốt hơn. Không có được guess nha, lucky handsome. Mình học là mình không có được gamble, mình không có được guess. Giống như là mình đi casino vậy đó. Giờ mình đánh đen. Nãy giờ nó ra đỏ nhiều quá, mình đánh đen nên mình guess là kỳ này thế nào nó cũng ra đen. Học không có được gamble nha, okay. Phải biết. You have to know what you're doing, okay. So which one is right? Không có ai nói appease advice hết trơn đó, okay. Cho một mảnh lời khuyên, right? Không ai nói như vậy. And some advice đúng không các anh chị? Some advice, đúng không? Huh? What are we studying? What are we doing? We're doing the exercise to apply the nouns lesson. I think some advice là đúng nhất. Tại sao? Mình sẽ loại bỏ hết advice không có S nha. Okay, advice không có S. Nhiều một lời khuyên cũng no S. Or nhiều lời khuyên cũng no S, không có S. So câu thứ tư sai. Okay, tại có S. Câu thứ nhất sai nói rồi, không ai nói peace advice hết trơn á. So some advice and an advice dường như là đúng, tại vì không đếm được. Okay, advice không đếm, không có đếm, okay, không đếm được. So some advice cũng đúng mà, and advice cũng đúng. Nhưng mà thường thường ta nói some advice, okay, the best choice is some advice, okay. Lớp này thứ hai, thứ ba với tiểu mi từ 8 giờ cho tới chừng nào hết bài học, thường thường là 11 giờ. Okay, we did miss. Usually at
by 11. Trước khi mình có bài tập như vậy, mình sẽ có cái bài text, nghĩa là cái bài học. Ok, để mình mới biết làm bài tập, các anh chị sẽ để mình có cái bài text trước cho các anh chị. Rồi học xong cái bài text rồi mình mới bắt đầu làm bài tập. Yes. Okay, this one, the poor little girl had lots of houseworks or jobs or homeworks or works to do every day. Cái cô bé nhỏ dễ thương, tội nghiệp đó, mình dịch là tội nghiệp, có rất là nhiều cái gì, houseworks là công việc nhà, okay, công việc nhà như là rửa chén, nấu cơm, xách nước, khá như vậy. Job là việc làm, homeworks là những cái bài tập, okay, and works là công việc, okay. Okay, so dường như là cái này đúng nhất. Jobs. Tại sao ba cái kia sai các anh chị? Hả? Tại sao ba cái kia sai? Hả? Tại sao? Very good to work, không có S. Okay? To work, không có S. Right, phải không? Không, các anh chị tập ở nhà nhưng mà mình nói homework without s, okay, and ba cái kia đều sai, cái jobs là đúng, cái nghĩa thì dường như là đúng, cái gì cũng đúng hết, housework công việc nhà hay là việc làm hay là những cái bài tập hay là những cái công việc, dịch ra thì cái gì cũng đúng nhưng mà ngữ pháp thì spelling thì sai. Okay, next one. Be carefully with this one. Several German, Japanese, Americans, and grow up are waiting for you outside. Có nhiều người Đức, người Nhật, rồi là những người lớn, những người trưởng thành, giờ mình dịch là trưởng thành á, thì đang đợi bạn ở ngoài kìa. Không phải trẻ con mà là trưởng. Heard of still. So which one is right? German. Đâu có ai nói German đâu, người ta nói Germany, phải không? Germany là người. Okay, Japanese. Japanese dường như là đúng. Okay, để mình sẽ chứng minh mấy cái kia sai. Americans. Americans hình như không có S, phải không? Một người Mỹ cũng là American, nhiều người Mỹ cũng là American without S, right? And grow up cũng vậy, grow up thiếu S. Okay, nhiều người trưởng thành, tại mình dùng số nhiều là several. Okay, thành ra câu Japanese, the second one is right. Okay, next one. What? Someone keep worrying me. Oh,
Okay, this one. Germany. Germany. G-E-R. Okay, this one. Yeah, Japan. No, 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 no. Japan. Japan. Japan, Chinese, and Vietnamese without S. Okay? For the plural. Một người Nhật cũng là Japan. Hai người Nhật cũng là Japanese. Yeah, Japanese. Một người Nhật cũng là Japanese. Hai người Nhật cũng là Japanese. Không có chữ S hay sao? Giống như là Vietnamese vậy đó. Okay. Một người Việt Nam cũng là Vietnamese. Hai người Việt Nam cũng là Vietnamese without S. Okay. Không có S phía sau cho số nhiều. Ok, các anh chị làm câu này nha, please. Chán tiếng Anh ghê hả? It's making you crazy. The lady asked the shopkeeper what the cost, what the money, what the value, what the price of the phone was. Cái người lady mình dịch sao cho nó nghe hay vậy ta? Cái cô đó đó. Yeah, the price. I mean price, phải không? Price. Cái người đàn bà hỏi cái người giữ tiệm á. Cái người giữ tiệm. Ok, Mỹ Duyên nãy giờ đứng lâu thiệt lâu, giờ lên giật mày. Cái người phụ nữ già. Cái người phụ nữ đó hỏi cái người giữ tiệm á, cái giá của cái điện thoại là gì? Ok, what the price of the phone? Cái gì? Okay, next one. Yes, we stop right here. Tom's brother anh của Tom đó thì nó nuôi rất là nhiều con chuột ở phía sau giường phía sau. Yeah, số ít số nhiều gì cũng không có S. Con cừu hả? Không phải con chuột hả? Okay, next one. It won't make much differences, different troubles, whether those people agree or not. Nó thì không có cái sự gì khác biệt hay là cái sự trở ngại
dù dù những cái người đó đồng ý hay là không. Okay. Difference, different là khác biệt. Còn trouble là trở ngại. Thường thường người ta nói trouble hay là different các anh chị. It doesn't make different. Đâu có ai nói it doesn't make trouble đâu. Thấy, thấy không? Difference. Nó không có mấy người người đó, những cái người đó có đồng ý hay không nó cũng không có khác biệt gì mấy, nó cũng không có khác biệt gì mấy. Ok. Không có khác biệt gì mấy. À, mình dùng cái differences hay là different. Differences hay là difference. Yeah, different, okay, difference. Đó là danh từ. Không đếm được, thành ra không có s tại vì chữ much. Right? Tại vì chữ much mình nên mình làm cho mình biết nó là different without s. Okay, next one. Câu này nha, câu này các anh chị không được làm sai, nãy chuẩn bị cắt nghĩa rồi. Ok, không được làm sai nha. Where your father? At the green, at the meter, I mean Mr. Green, or at Mr. Green's, or at the Mr. Green's. Which one is right? Okay. Câu thứ hai đúng. Tại sao? Is the win? Okay, từ từ. Give me some time to explain. The win. Okay. Khi mình nói cái the nguyên sang như vậy đó, có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là gì? The nguyên có nghĩa là gì? Giống như là the Mr. Green. Đâu ai nói the Mr. Green đâu. Phải không? Đâu ai nói the Mr. Green đâu. Đâu có ai nói the Miss Nguyễn đâu, là Tiểu My á. Đâu ai nói the Miss Nguyễn đâu. Đồng ý không nào? Yes, the Nguyễn ở đây là gia đình họ Nguyễn. Okay. Là gia đình họ Nguyễn, the Nguyễn. Or the Rin. Okay. Or the Rin. Có nghĩa là gia đình ông bà Rin. Right? Rồi, các anh chị hiểu điều này rồi gì? Giờ mình áp dụng vô. Ok, áp dụng vô. Ba của bạn đâu rồi? Ở tại nhà của ông Green. Ok, ở tại nhà của ông Green. Có nghĩa là ở đây họ không có muốn lập. Ai cũng hiểu là đó là cái nhà. Ok, ai cũng hiểu nãy tôi mới cắt nghĩa cái apostrophe and chữ S. Without the noun, follows. Right? Các anh chị phải hiểu ngầm cái này có nghĩa là như vậy. I'm sorry, Mr. Rin's father. Oh, he's at Mr. Rin's house. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Đồng ý rồi phải không? Say yes đi, còn không đồng ý thì say no. Để Tiểu My nói tiếp, nói cho chết luôn đi.
So cái câu thứ nhất có chữ the. The rain là gì? Phải không? The rain thì phải có s. Mà này họ đâu có nói là ở tại gia đình họ Nguyễn đâu, phải không? Họ đâu nói vậy. Họ đâu có nói ở tại tại dòng họ Nguyễn hay gia đình Nguyễn đâu, mà nói ở tại nhà của ông I'm sorry, ông Rin. Right, so câu thứ nhất sai, câu thứ hai sai luôn tại thiếu. Phải không? Cái nghĩa chưa đúng. Câu thứ ba đúng. Okay, and câu thứ tư không ai nói the Mr. Rins. Okay. Yeah, Tiểu My cắt nghĩa rất là rõ ràng như vậy mà các anh chị không hiểu thì Tiểu My chịu thua. Diligent. Okay, next one. Cái này có học trong bài hết nha các anh chị. Có học trong bài hết mới dám cho các anh chị làm bài tập. Okay. Vậy tự nhiên Tiểu My test các anh chị đâu. Are friends of my father and mother. Are my father's and mother's friends. Are my father and mother friends. Are my father and mother's friends. Which one is right? Marin và cô Jen là bạn của ba mẹ tôi. Ok. Kháng gì vậy? Bị quýnh cái chết bây giờ nha Trần. Nói Tiểu My FCS hả? Đâu có lấy dao kề cổ Trần đâu hả? So which one is right? My father and mother's friends. Very good. It seems like the number 4 is right. Tại sao vậy? Cái này bạn chung hay là bạn riêng các anh chị? Hả? Bạn chung hay là bạn riêng? Hả? Chung, phải không? Bạn chung. Thành ra khi mà bạn chung á thì mình chỉ cần dùng cái sở hữu cho cái người thứ hai là được rồi, đại diện cho người thứ nhất. Ok? Mình sẽ dùng cái sở hữu cách cho cái người thứ hai. Yes, ok. Đại diện cho người thứ nhất. So let's see, friend of mine. Friend of mine, father and mother. Là sai, my đây mình phải dùng. Subject pronoun, not object pronoun. My chứ không phải mine, right? And father and mother friends. Câu thứ tư lại sai dữ nữa, tại không. Ok, rồi, hiểu rồi phải không các anh chị? Ai không đồng ý thì cứ say no, ok? Ok, next one. The woman pianist played several pieces of music. Pieces of music for the guests. Các anh chị thấy ở đây á, mình dùng chữ for chứ không phải chữ to. Giống như bữa hổm á, ở trong cái bài mà two and four order, two or four order. Right. Nếu mình dùng chữ to có nghĩa là mình play rồi mình thảy cái sự play của mình vô cái mặt của cái người đứng trước mặt. Hay là mình sing có nghĩa mình thảy cái sự sing của mình vô cái mặt của người đứng trước mặt, phải không? Right. Nên nó không có được dùng chữ to. Mặc dầu mình hát trực tiếp cho cái người đó nghe hoặc là đờn trực tiếp cho cái người đó nghe, nhưng mà ở đây lại chỉ làm vui lòng người đó chứ không phải mình đờn hay là mình hát rồi mình thảy cái sự đó vô cái mặt người đó. Ok. And that day mình dùng chữ for, right? For the guest, not to the guest. Okay. Rồi, câu nào đúng các anh chị? Huh?
play several, several, several. Ok, giờ mình chứng minh nha, thì mình nghĩ câu thứ 4 đúng. Ok. Tại sao? Piece of music. So, cái piece này đếm được không các anh chị? Piece này đếm được không? Một mảnh vỡ, hai mảnh vỡ, ba mảnh vỡ. Được không? Được phải không? Đếm được mà. Right? Được. Okay, pieces. Đếm được. Ta bring cái number 4 rõ ràng vậy mà dám nói đếm không được. Rõ ràng số 4 vậy mà nó dám nói đếm không được. And that pieces đếm được. Okay. And several. Several là số nhiều, thành ra pieces phải có S. Okay. Phải có S. Music không có S. Thành ra câu thứ hai sai. Right. Several music, không ai nói several music hết trơn á. Giống như là chữ some vậy đó, là many vậy đó. Thành ra music mình phải có cái gì đứng trước nó mới make sense, right? Hay là câu thứ 3 sai. So, 1, 2, 3 sai thì câu thứ 4 đúng, okay. Pieces of music, okay. Music không đếm được, mặc dù pieces số nhiều nhưng mà music không đếm được. Anh đã có số 4 đúng. Ok, next one. Câu này dễ nè, không được sai nha. Câu này dễ nè. Còn nhiều không cô? Cái bài tập đối với tiểu của Tiểu My cho các anh chị nó dài, thiệt là dài luôn. Làm 3-4 tiếng cũng chưa hết đâu, đừng có lo. Okay, now this one, the police is, hay là the police are, hay là policeman is, hay là the policemen are, not going to question everybody in the room. Cảnh sát thì sẽ không có hỏi mọi người trong room đâu, đừng sợ. Thấy như vậy. Dường như là câu thứ hai đúng. Phải không nè? Phải không nè? Dường như vậy á. Tại sao mình phải chứng minh, ok? Chưa có dám chắc chắn. Dường như là câu số 2 đúng. Tại sao? Let me prove it. The police. Ok, the police ở đây đó. Số ít cũng không có S, mà số nhiều cũng không có S. Ok. Số ít cũng không có S, mà số nhiều cũng không có S. Nhưng mà ở đây đó, thường thường mình nói the police. Là mình cái, trong cái trường hợp này các anh chỉ nghĩ nhiều cảnh sát hay là một cảnh sát? Hả? Hả? Thường thường là cảnh sát, thường thường người ta questioning people thì có nhiều cảnh sát chứ đâu phải một cảnh sát đâu. Ok. Yeah, cái police có nhiều cảnh sát chứ đâu có phải là một cảnh sát đâu. Phải không? Có chuyện gì đâu phải một người cảnh sát lợi đâu. Đồng ý không nào? Có chuyện gì thường thường là nhiều người cảnh sát lợi, ít nhất cũng hai người, ba người chứ đâu phải một người đâu. Nhất là những cái chuyện mà questioning people đó. Question đây gần như là investigate. Vậy đó, là thái như vậy đó. Thành ra cái câu thứ hai nó đúng hơn câu thứ nhất. Còn cái thứ ba, cái thứ tư là sai bét, phải không các anh chị? The police số ít, tại sao là all? Phải không? Sao đúng được trận? Chị My mới vừa cắt nghĩa mà dám nói câu cả bốn câu đều đúng. The police men.
Yeah, the bench. So câu thứ hai đúng nhất. Ok, câu thứ hai đúng. Thường thường the bullet. The bullet á, mình thường thường là dùng or nhiều hơn is nha các anh chị. Ok, now next one. Không nghe được rồi. Does your friend have enough force, strength, energy, or power to lift this waste? Bạn có đủ force là gì? Để nhấc cái tạ này lên, để nhấc những cái weight là cái tạ này lên hay không? Forces là những cái gì mà thúc đẩy, ok? Cái động lực á, cái gì thúc đẩy? Strength là cái forces là không đúng rồi đó. Force là không đúng rồi đó. Có đủ cái sức đẩy gì không? Cái nó không có nghĩa. Energy là năng lực, không có ai nói là enough energy hết trơn á. Ok, chỉ còn cái strength and cái power. Cái strength nó có vẻ như nó đúng hơn cái power. Cái power là what the difference between between strength and power các anh chị? Energy không đúng đâu, năng lực không đúng đâu. Mình chỉ cần cái strength thôi chứ không cần cái power. Cái power là mình dịch là nó dịch là cái quyền lực á. Cái power là quyền lực. He has power to do everything. Quyền lực, quyền năng, yeah. Nó có thể do everything. Okay? You have power. He has a power. He has power. Yeah, ông ta là tổng thống, so he has power to do the most everything. Là khái như vậy. Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Thành ra cái strength mới là đúng. That's right. Okay. So câu thứ hai đúng, right? Cái này không được sai nha, cái này không được sai. Cái này so easy. I will explain to you it many times. That's word. 10,000 words or 10,000 words report. Đây là một cái bài tường trình. Mười ngàn chữ. So which one is right?
Mi nghĩ cái câu thứ yes. Yeah, Tiến Mi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tính từ không bao giờ có S. Y kỳ. Có cái gạch chính giữa nha. Ok. Không để sai câu này nha. There are eight Smiths, 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 and Smiths in our school. Có tám, tám cái gì? Tám cái gì? Yes, tám ông Smith, right? Tám ông Smith. Hey, so go to now. Go now. Đúng. Which one is right? I think number three. Phải không? Phải không, các anh chị? A Smith. Họ thấy cái A bằng Smith. Các chị phải hiểu như vậy, phải không? Phải không? Phải không các anh chị? Thay vì mình nói là there are the Smith, right? See? Thành ra mình đâu có cần cái apostrophe đâu. Mình không cần cái apostrophe. Tại vì mình đâu có nói là cái nhà của ông Smith, hay là cái tiệm của ông Smith, hay là cái shop của ông Smith. Phải không? Đồng ý không nào? Chừng nào các anh chị dùng cái apostrophe thì ở phía sau nó phải là cái nghĩa gì? Ở phía sau, cái nhà, cái tiệm. Ok. Right, cảm ơn các anh chị. Ok. Rồi, next one. So, câu cái nào có apostrophe and chữ S là sai. So, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba sai. Okay, now next one. Câu này nha. Ở hữu cách ở trong đó. Okay. No, no, no. Điểm mình nói câu số 3 đúng. Tại nó không có cái sở hữu trong đó, 1, 2, 4 sai. Ok. Yeah, maybe I okay, this one. You are is level is your sister. Your sister is or our. Thì có cái our congratulations ở trong này nữa. Okay, I'm sorry. Okay, let me omit this one. I mean, delete this one then. Okay, cho cái này đi. Ba cái thôi. Okay, let me repost this. You are is level is your sister is
hay là of your sister. Which one is right? Very good. Okay. Is your sister phải không? Wait, minute, let me see. Bạn thì sáng, bạn thì thông minh ha. Như là chị của bạn. Phải không? Cái này nó không có được, không có make sense cho mấy, okay? Is your sister. Khi mà mình nói is your sister thì mình phải nói cái sis, cái câu thứ ba là sai, là đúng rồi đó. Adjective hay là noun? Thì mình nghĩ nó là adjective phải không? Phải không? What? Phải không? Câu thứ nhất không có đúng. Right? That's right. Tại vì phía sau cái sở hữu cách thường thường nó là một cái noun chứ không phải là một cái adjective. Tiếng Việt mình dịch là bạn thì thông minh như là chị, như là em của bạn. I don't know, dịch không được. Không, yeah, thành ra câu thứ nhất dường như là không đúng, phải không? Câu thứ nhất không đúng, nói thẳng ra. Cái câu này Tiểu My nghĩ là Tiểu My bị bring rồi. Thì mình chắc viết sai, tại nãy có cái chữ gì conversation ở trong đó. Câu thứ hai nó đúng đó. Is your sister is, okay? Nhưng mà yeah, is your sister is, is level đó, is level, right? Thôi bỏ câu này đi. Okay, let me omit this one. Bỏ câu đó thì các anh chị forget it. I think, let's see. Yeah, chị mình bỏ câu đó rồi. Okay, this one, yeah, this one. Please give a regard or my regard or my regards or the regard to your parents. Làm ơn cho cái sự sự gì các anh chị? Không biết gì câu này. Sự giống như là lo lắng hay là hay là nghĩa là mình dịch đi các anh chị please. Sự gì? Cái sự my regard to your parent có nghĩa là hãy nói với ba mẹ là của bạn và quan tâm, okay, quan tâm. Ok, để cho mi viết cái này vô bài cái đã. Bạn next time, I know what to say. Quan tâm. Yeah. Làm ơn, nói với ba mẹ của bạn là tôi quan tâm tới ba mẹ của bạn, đại khái như vậy. Ok, so which one is right? Ok. Yeah, quan tâm của tôi tới ba mẹ của bạn. So cái nào đúng các anh chị? Yeah, regard, as they call S. Ok.
regard they got as. Những cái sự quan tâm, những sự lo lắng của tôi tới ba mẹ của bạn. Không ai nói là the regard, okay? Không có dùng mạo từ ở đây, a regard, không có dùng mạo từ đây. Khi mà các anh chị không có dùng mạo từ đó, không thể dùng mạo từ, các anh chị có thể dùng cái some, okay? Dùng chữ some là đúng nhất. Hoặc là mình dùng những cái gọi là subjective pronoun cũng được, đại danh từ, chủ từ cũng được. Okay. Okay, next one. Nhưng mà thường thường mình dùng chữ some là đúng nhất. Right. Okay, next one. Các anh chị có câu hỏi nào cứ bring up to the tech area, okay? Where did you get these watches and watch? Which one is right? Lời khuyên. Give me a sentence then. Yeah, watches là số nhiều, phải thêm es là những cái đồng hồ. Bạn get những cái đồng hồ đó ở đâu vậy? Bạn mua. Cái động từ to get đó nó có nhiều nghĩa lắm nha các anh chị. Ok, tùy theo cái câu chuyện mình biết để mình nói. Get her for me. Get her for me là gì? Là bắt cô ta lại. Ví dụ như là cô ta đang chạy đó, hay là cái cậu đó đang móc túi người ta đó, đang chạy. Get him for me, get him for me, get him, get him. Là bắt lại. Hay là get me a glass of water, có nghĩa là rót cho tôi một ly nước. Chữ get thì nó rất là nhiều nghĩa. Okay, where do you get that? Bạn mua cái đó ở đâu vậy? Okay. Yeah, đại khái như vậy đó. Okay, chữ get thì nó có nhiều nghĩa. Thành ra tùy theo cái câu chuyện mình biết để mình dịch ra. So today the tree is red. Okay. Watches. Yeah. Okay, don't make a mistake for this sentence. Nancy went to the shoe store last Friday to buy a pair of shoes. Câu thứ nhất hả? Câu thứ hai hả? Okay, cả hai đều là đồ vật. Mình không được dùng cái apostrophe and chữ s, có nghĩa là mình không được dùng sở hữu cách. Thành ra câu thứ nhất sai, câu thứ ba sai. Right? Đồng ý không nào? Rồi, shoe store là mình nói về cái tiệm, chứ mình không có nói về đôi giày, phải không? Cô ta đi tới cái tiệm giày hồi thứ sáu vừa rồi để mua một đôi giày. Right? Thành ra mình nói cái tiệm, cô ta đi tới cái tiệm. Thành ra cái tiệm là chánh, phải để ở phía sau, phải không? Shoe store để phía sau. Thành ra câu thứ 2 và câu thứ 4 được, phải không? Chạy chữ store để phía sau. And chữ shoe. Chữ shoe là adjective. Tại vì nó bổ nghĩa cho cái tiệm, tiệm gì? Tiệm dài, phải không? So it's the adjective and it's modified to the noun. Right? So shoe không có s. Shoe không có s. Nhớ được, không bao giờ có s. Okay. So câu thứ hai đúng. Okay. Chữ shoe đó các anh chị, chữ shoe đó, một chiếc giày có s không? Hả? Có s không? Hả? Chữ shoe đó, đây nó là một cái material. Okay. Yeah, thành ra chữ shoe đó nhiều khi có s, nhiều khi không có s, nhưng mà nếu làm tĩnh từ thì không có s. Có s không?
còn có nhiều cái danh từ tự nó cũng là tính từ rồi, nó có gì s thì sẵn ra thì mình để s. Giống như chữ sport cũng có nhiều khi có s, có nhiều khi không có s. Ok, khá như vậy, tùy theo mình nói chuyện. Cái chữ sport hôm qua đã cắt nghĩa rồi. Okay. Our team has worked. He worked out the plan, and now we must put it into the RT facts deed of practice. Cái đội của chúng ta thì làm việc đã work out the plan có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là thỏa thuận, okay? Thỏa thuận nghĩa là làm cái việc gì rồi đưa tới một cái kết quả đồng ý với nhau đó, hay là lên kế hoạch. Work out the plan chưa, cũng không có nghĩa là lên kế hoạch nữa. Đã hoạch định cái plan đó và đã thông qua rồi, okay? Hay là lên kế hoạch cũng được. I don't know. Nhiều khi tiếng Việt tiếng Mỹ không có được phong phú như các anh chị đâu. Hả? Wait a minute, let me talk to them. Yes. And it's okay for move the car because I got the landscaping guy with a trailer. For okay. He wanted to work in the landscaping in the yard. Oh. And he got the trailer. He wanted to put in there. Yes. Okay. Yeah. Then if it's okay for putting the parking. Oh. For make a space for him. You mean parking the grass? No. Can you move the car? Yes, in the parking for. Oh, he had to move. Yeah. The car. Please. Okay. Yeah. I'm sorry, but it's how much for that? I'm telling Michael for that. Probably this guy is for doing everything cleaning. I know. So how much is that? You know, because I'm the who paid for him. Okay. Oh, okay. So you know, how much? Yes, let me tell him. Ask him for me, okay, please, because I'm not ready for the cash. Yeah. Okay. Let me. Probably there's no probably like a 250. No, that much. No. So I don't want to do that. 200, no? No. Because last time, you know, there's a guy, a medical guy. Let me ask him, you know. He wrote the law, only 30, and no, he told me. No, he took out everything, purchase and pull out everything. No, I don't want to do that. I just want to cut the tree. Let me cut the grass. Let me ask him first. For make sure. Yeah, just tell him more the law for me only, okay? I'll tell him how much. Okay, that's too much. No, I can't afford that. Okay, because let me tell him what he wants, because Michael, he want to take it the watches. But I'm the one who paid it. No, yeah. I'll let him tell him first, okay, then I'll let him know. Probably low, you know. Then move the law for me first. Don't take care of the landscape then. I'm working with him. Okay, with him. Yeah. The zoning law for you, I have you, okay? Yeah, okay. Because let me just tell him a little now. I can pay him from 50 to like 75, it would be fine to me. Okay. But more than 100 is too much. Let me. Okay, yeah, thank you. Okay, Nachi Toya. Sorry, Kanchi. What else? Where we are. Okay, câu này nha. Yeah, cái nhà nó đang, nó đang sơn nhà đó, Kanchi. Nó đang sơn nhà rồi, họ lại cắt cỏ, rồi cắt cây gì tùm lum hết trên, do the landscapes. Landscapes, and that's too much for me. I can't afford it. Okay, our team has worked out the plan, and now we must put it into reality of facts or deed of practice. Nghĩa là khi mà các anh chị work out nghĩa là cái gì? Work out có nghĩa là gì các anh chị? Work out không phải là lên kế hoạch. Ví dụ như là we agree is order, right? That means we are giận nhau cái gì đó. Các anh chị đừng có im lặng. Hai người giận nhau chuyện gì đó, điều im lặng ai hiểu?
Mình phải walk out với nhau. Có nghĩa là gì? Mình phải nói chuyện với nhau. Okay. Có thể gây lộn cũng được, nhưng mà mình phải work out với nhau đấy, để mình đưa qua, để mình đưa tới một cái kết quả tốt đẹp hơn là giận nhau không thèm nói gì hết. Okay. Và tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề kêu bằng work out the plan rồi đó. Và bây giờ chúng tôi phải put nó into điều gì? Fast chứ không phải là face. Into the gì? Sau khi mà các anh chị hoạch định một cái chương trình gì thì rồi các anh chị làm gì? Làm gì? Phải thực hành cái chương trình đó, phải không? Phải không? Không phải đưa vào thực tế. Đã work out là vào thực tế rồi. Phải thực hiện nó, phải thực hành nó. Chứ không phải đưa vào thực tế. Phải tiến hành nó, phải làm. Work out là mình chỉ nói miệng rồi mình viết xuống thôi, chứ mình chưa có làm. Đồng ý không nào? Yeah, phải practice. Okay, phải practice. Right? And that number four is right. Well, phải practice. Reality là thực tế. Fast là một cái dữ kiện. Đi là gì? Cái gì vậy? Okay, next one. Cái này là dễ nè, cái này không ai sai hết trơn á. Okay, đây là một cái thành ngữ mình nghe rất là nhiều, hành động. Okay, hành động cũng đúng nhưng mà practice là đúng hơn. Here's my car. Let's keep in relation, touch, connection and friendship. Đây, chiếc xe của tôi nè. Đây là xe tôi nè. Hãy keep in touch, right? Yeah, thường mình đã keep in touch. Hãy giữ cái sự. Okay then. He told me probably like 250. He told me first, but then hey, you know, yeah, only her. He got it only. She wants okay. Only JP. Okay. Working for me, you know. Next yeah, time okay. I give you more work. I may call him next time too if you know he give me a good deal like that. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I tell him the reason for she charged you 250. And because he told me he wanna buy grass and put grass. Oh no, I don't get okay. That. Okay. Yeah. Now he just you know try yeah. To make the houses look better okay. Than to sell it. Already yeah. Tell him, he uh-huh. Said, okay, no need that, no uh-huh. Need grass, no need that, just cut yeah. the jar uh-huh, and freeze in plastic the mulch, you know. Right. Back. Okay. Say, thank you. Okay, you know. $50, okay. $50 thank you. Thank I tell you very much. Okay. $50 yeah. He's worth. That's yeah? A good deal for thank me you. Too. Okay. Okay, thank you. Ok, sorry các anh chị. Yeah, giữ liên lạc. So, câu thứ hai đúng phải không? Touch, keep in touch. Ai cũng biết cái này mà, right? Ok, next one. Cái này cũng không có được sai nha. Cái này nếu mình nghe thường thì mình biết. Đây cũng giống như là một những cái thành ngữ, khen những cái thành ngữ. Okay, we'll look into the case as soon as possible. Just have a little wait, patient time, and rest. Chúng tôi đang look into là check các anh chị. Okay. Gần giống như là check hay là xem coi đó.
Đây là chiếc car, đây là chiếc xe của tôi. Hãy giữ liên lạc. I don't know. Không biết con này muốn nói gì nữa. Yeah, just have a little patience. Thấy không? Chúng tôi đang đang xem xét cái case đó, càng nhanh càng tốt. Hãy có một chút ít kiên nhẫn đi. Hãy kiên nhẫn một chút đi. Đại khái như vậy. Hãy kiên nhẫn một chút đi. Chúng tôi đang xem xét cái trường hợp đó đó. Hey, câu này cũng dễ. Các anh chị không có sai câu này đâu. It's easy because we talking about là hãy trông chừng hả? Keep in touch là trông chừng hả? Hãy trông chừng nó hả? I don't know. Chúng ta hãy trông chừng nó hả? I don't know. Okay, if by any chance somebody comes to see me, ask him or ask her to leave a notice, sentence, letter or message. Yeah, thường thường mình nói leave a message for me, right? Leave a message for me. Okay, next one. Câu này giống như như cái câu hồi nãy nha. Something was wrong with motorcycle. With what? With Ron and Kevin, hay là Ron's and Kevin's, hay là Ron and Kevin's, hay là Ron's and Kevin. But fortunately, they know how to fix it. Chiếc xe này xe chung hay xe riêng các anh chị? Hả? Xe chung hay xe riêng? Trả lời trước đi. Hả? Xe chung hay xe riêng? Answer me please. Một chiếc xe mà có hai người involved vô, right? So đây là xe chung. Okay. Xe chung. Đấy, tại vì có một chiếc xe thôi, đâu có S đâu và chữ it nữa, right? Thấy không? Very good, happy day. Rồi giờ chữ it nữa. Thành ra xe chung thì mình chỉ cần cái sở hữu cho người thứ hai mà thôi. Bắt buộc phải có sở hữu, phải không? Chiếc xe của ai? Của Ron and Kevin. Thành ra bắt buộc phải có sở hữu cách ở đây. Mà xe chung, cái gì chung thì mình chỉ cho người thứ hai đại diện cho cái sở hữu cho người thứ hai. So, câu nào đúng? Câu thứ ba đúng. Right? Câu thứ ba đúng. Ron and Kevin's. Okay, Ron and Kevin's. Okay, next one. My family went to. Oh, okay. Yes. Okay. I like it this one. This one you like the dark, one? Yeah, I like it Yeah, it seems like that's the best we choose. You can choose. Did you show Michael? I told Marco this morning. Is he here? Yeah, he see it. And Michael girlfriend like this one and this one. Yeah, it seems that I like this one too. I don't like the light one. And Michael like this one. No. And I tell him no, No. your mom she say the Yeah, dark it's one. that black one. Yeah, this This is seems that I like this one. You think this one is Yeah, because there's a the sign make it Yeah, the sign, but this one is too dark, you think so? I like it for me this one. I don't know. That's too dark. Because
this got a more. Uniform is but you the boss. And these two looks pretty good. This one and this one. You know? This and this. Which one you think is better? Sorry các anh chị, các ông thợ sơn cứ hỏi chuyện này chuyện kia hoài á. Ok, which one is right? I think let's see, number 2 is right, phải không? Let me check it. Went to my, dĩ nhiên là my uncle rồi, I mean my uncle house rồi, phải không các anh chị? Dĩ nhiên rồi, my uncle house, mình hiểu ngầm như vậy, yesterday, and có cái một cái thời gian vui vẻ, right? Thành ra, ở đây á, mình phải có cái sở hữu ở đây, thấy không? Có cái sở hữu ở đây, sở hữu cách ở đây, mình gọi là sở hữu cách là apostrophe and chữ S, bắt buộc phải có. Thấy không? Rồi, dĩ nhiên là ở bên Mỹ, nước ở bên Mỹ. Cái nào? Cái này đẹp hơn mà. Dạ hả, cái đẹp đẹp đẹp. Nhưng mà mẹ con, mẹ thấy mấy cái này nó có cái trắng trắng á, floor, mà nó có cái trắng trắng đó và giống mà. Nhà cũ, yeah, cái nhà cũ mà cái này it's a solid color, mẹ hiểu không? I know, but okay, think about mẹ go to the store and look for some more. Yeah. Okay, the darkest one. That which one did I need to pick? The lightest one. Yes, I am. Okay, he told us that we can decide tomorrow or after that then. After he finishes the painting. May I keep your nail? No, give to him. Okay, I have. Okay, next one, can chị? Not right. Mình phải có cái apostrophe and the S, right? We have to have the possessive case. We see the apostrophe and the S, right? Nghĩa là mình phải có cái sở hữu cách, nghĩa là cái dấu nhí với cái chữ S. So câu thứ nhất and câu thứ tư sai, right? And câu thứ hai và câu thứ ba. Thường thường á, ở bên này á, nhà ai nấy ở chứ không có ở chung đụng giống như là mấy cái em hồi hôm qua vậy đó. Aunt's house, cái nhà của mấy bà cô, right? Còn nếu mà mình nói uncle house là cái nhà của mấy ông cậu, nghĩa là mấy ông cậu thì chứ có vợ chứ, okay? So yeah. Even English hay là proper English, nói không? Yeah. Vô đây bắt lỗi. Mệt thì thôi đi á. Mấy cậu ít tuổi hả?
Okay. This might be my. Okay, next one. Yeah, cái này áp dụng cái sở hữu cách nhiều nhiều cho các anh chị. Toàn chú Eo. Nói sự thật phũ phàng mà. I wonder whose car is it. I mean, it is. This might be my neighbor's house, okay? So again, yeah, tôi tự hỏi xe này của ai vậy? Oh, nó có thể là xe của cái người hàng xóm của tôi. Phải không? Chiếc xe của cái người hàng xóm của tôi. Thành ra nó phải có cái sở hữu ở trong đó, sở hữu cách ở trong đó. Phải không? So, mình phải có the apostrophe and chữ S. So, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba đều sai hết. Thành ra, I mean, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư đều sai hết. Tại không có cái sở hữu cách. Thành ra câu thứ nhất đúng. Thay vì mình phải lặp lại car, neighbor's car, right? From Vietnam. But I'm living in Texas. Okay, next one. Okay, next one. Where are you from? Anyway, then. Austin. Okay, next one, the newsstands are the newsstands are the newsstands are the newsstands. We make a trip around the world. Material. Okay, những cái gì làm bằng cái gì đó đại khái như vậy thì không có article. Okay, không có article, no article at all. Right. So the third one and the last one is are wrong. So đáp án là number two. Nickel mình chỉ nói trống vậy thôi, giống như là mình nói là glass. Okay. Yeah, mình chỉ nói trống thôi. And nickel. Chỉ có một cái nickel thôi mà, right? Chỉ có một cái nickel. Một cái nickel nó bằng 5 cent. Okay? Nó bằng cái đồng tiền. Next one.
Con này không được sai. Nha, con này không được sai nha. Con này đã làm rồi. Okay. Sorry, then this one. There are four Marys, Marys, and Mary, and Marys in our class. Cái này mình sẽ bốn chữ nha. Cảm ơn. Thank you for reminding me. I mean, for correcting me. Yes, câu thứ nhất đúng. Ok, mình thấy cái for bằng chữ the. Phải không? Mình thấy chữ the bằng chữ for. We substitute the word the with for. Right? There are the Mary. Ok. Nghĩa là cái dòng họ hay là cái gia đình, cái bốn là khái gì vậy? Đây mình dịch là có bốn cái họ Mary ở trong lớp. Thành ra câu thứ nhất đúng. Ok. Thì nãy thì mình nói rồi, mình thấy cái chữ the bằng chữ for. Ok, next one. Không được sai cả, làm rồi. How old is he? He is 34 old. He is 34 years old. 34 years and 34. Huh? Which one is right? Thank you, Quảng Sơn. Ông ta mấy tuổi vậy? Cậu ta mấy tuổi vậy? Ông ta đi, tại vì sồn sồn rồi, ba mấy là sồn sồn rồi. Ông ta mấy tuổi vậy? Ông ta 34 tuổi. Which one is right? Mary, the first one. Okay, the first one. Go so high. Yeah, 34 years. And chữ older là tính từ nhấn mạnh, okay? Emphasis. Emphasis for the year preceded. So the second one is right. Okay? The second one is right. 34 old là gì? Years old, right? Có thứ nhất là 34 years. Years what? 34 năm what? Năm tuổi, phải không? Hay là năm già? Right? Năm già. Okay, so câu thứ hai đúng. What time is it? We have 1 hour to go. Oh my, mình còn nhiều quá. Okay, next one. The victims of the accident sued. Trời, kiện tụng đó, kiện cái hãng xe bus, the bus company for damages. Damage or the damage or the damage or a damage. Which one is right? Mohammed, I think Mohammed should have two letters. Two letter what? Damage. Damage có S nha các anh chị. Và nó không có cần dùng cái mạo từ. Okay, damage có S. So the first one is right. Không phải là the damage. Okay. Cho những cái sự thiệt hại. Và nó không có cần dùng cái mạo từ. Một cái sự thiệt hại, hai cái sự thiệt hại. Không tin được từ điển đi.
Nhiều khi hỏi tại sao thì biết tại sao. Then mình có số nhiều nha. Then mình okay, để tụi mình lập tụi điểm trước cho rồi đi. It's so cold in my house. Sao bữa nay cái internet nó lâu quá vậy nè. Okay. Đợi một tí xíu. Cái damage, thường ta nói damage, không có nói là chữ the damage hay là chữ a damage. Nên chỉ không được hiểu theo tiếng Việt, please. Damage. Injury or harm that reduce damage, law or damage. Damage nó có S nha các anh chị. Okay. Không tin là từ điển đi. Okay, we move on. Okay, we move on. Và nó không có mẫu từ. Cái nào số ít nhiều, số nhiều em hơi. À, nếu mà các anh chị mà nó cái số ít số nhiều nó không có luật lệ, các anh chị nhớ điều này nha, nó không có luật lệ. There are no rule for how we know the noun with the s or not. Okay, there are no rule for it. You know by memory or you know memory or you know by your experience. Otherwise, you have to look up and into the dictionary then. Okay? Không có luật lệ. Và cái nào đếm được, cái nào không đếm được cũng không có luật lệ luôn. Okay? Mình phải học nhiều, mình biết và mình nhớ. Okay? Yeah. Mình phải học nhiều và mình nhớ và mình biết thôi. Còn không thì mình phải lật từ điển, nó không có luật lệ, nhớ điều này nha. Thường thường danh từ nào mà nó trừu tượng thì không đếm được. Còn danh từ hiện hữu thì đếm được. Hiện hữu là mình thấy cái bàn, cái ghế. Còn danh từ trừu tượng là thí dụ như tình. Okay. Cái sự mà suy nghĩ của mình hay là cái gì mà nó trừu tượng không đếm được. Mình không thấy thì mình không đếm được. Okay. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục. Nên cái điều này là bắt buộc mình phải nhớ, phải biết thôi chứ không có luật. Okay, this one. Jimmy không muốn. Okay, câu này đi. Fish, đâu phải fishes, fish. Nhiều khi có fishes, không fish thường thường không có đe, không có es. Who are those boys? Those boys are friends of their, they, them or theirs. Them, huh? They are them, huh? They are smart fellow. Theirs, with the S. Okay? Theirs. Of them là gì? Of theirs. Right? Thay vì mình nói their friend, mình không nói, mình nói là theirs. Okay? Theirs. Take your cái chữ their friends. So câu số 4 đúng. Okay, I'm going to move on quickly, okay? Tại vì mình không còn nhiều giờ mà bài tập thì còn rất là nhiều. Let's see, let me choose the best one. Okay, nhắc cái này lại cho các anh chị đến. Yeah, this one's right. Cái này hôm qua mình mê.
mention rồi, mình nói rồi nha. Các anh chị không được làm sai nha, please. Who are... I can copy and paste that picture. Advised men to read the passage at the end of the seventh chapter, chapter seven or chapter, I mean seventh chapter or chapter the seventh. Which one is right? Yes, chapter seven. Okay, hôm qua cắt nghĩa cái này rồi. Mình không có dùng chữ the đây, okay? Chapter seven. So number two is còn nếu mà cái số thứ tự thì phải có chữ the. Cái số thứ tự là seventh. Câu thứ ba đúng nhưng mà nó thiếu chữ the. Anh chị nhớ nha, số thứ tự phải có the. So câu thứ hai đúng, right? Okay, next one. Cái này, mấy cái này hôm qua mình làm rồi. Bây giờ qua cái phần quan trọng nhất cho cái bài tập hôm nay. Okay. Would you be? Trong cái câu đó danh từ nó đóng cái vai trò gì, nó đóng cái vị trí gì, hoặc là subject. Mình có tất cả là 10 vị trí phải không? Subject, right? Là một. What else? Direct and indirect object, right? Ở trong một câu danh từ nó đóng ở 10 vị trí. Subject complement and subject complement direct object hay là indirect object, là nó đứng sau động từ, hoặc là subject complement or object complement, right? Rồi object of repetition, right? Rồi adverb and adjective, đó là những cái vị trí as a possessive, a subject, a direct object, an indirect object, subject complement and object complement, or object of reposition, or an appositive, an adjective, or an adverb. These are the position of the noun in a sentence. Rồi bây giờ mình để mình cho các anh chị một câu. You have to analyze the noun in the sentence to see what is that, okay? Dylan told Brenda the bad news. First of all, you have to pick out all the nouns in the sentence. And next thing, you have to tell me, what is that? What is the noun? What position of that noun in the sentence? For example, Dylan in the sentence will be a subject. Right? Will be a subject of a sentence. And Brenda will be a what? Indirect object. And the bad news will be direct object. Phải không các anh chị? Trước nhất mình sẽ nhặt ra hết danh từ ở trong câu là Dylan, Brenda and News, phải không? Sau đó mình sẽ analyze, mình sẽ phân tích nó, cái danh từ đó đóng vai trò gì, đóng ở cái vị trí gì ở trong câu. Dylan nó sẽ, Brenda nó sẽ là túc từ gián tiếp indirect object, and News nó sẽ là túc từ trực tiếp direct object. Can you do that? Anh chị có thể làm gì được không? Huh? Say yes, please.
When someone asks you a question, they answer. Okay? Rồi, bắt đầu nha. Say yes rồi. Trước nhất nhặt hết danh từ ở trong câu ra. Okay? Nhặt hết ra. Làm đi. Ở trong câu cái nào là danh từ? Hurry, can't you? We have 45 minutes left only for this kind of exercise. Violet, spring, and flowers. That's right. Rồi, violet làm cái gì? Là cái gì? Spring là cái gì? And flower là cái gì? Nó đóng vị trí gì? Subject, direct object, indirect object, complement, something like that. So, các anh chị phải viết rõ ra, please. Yeah, chào Thiên Nguyễn. Violet sẽ là subject, that's right. Spring sẽ là adjective, that's right. And flower. And flower. Flower sẽ là direct object, hả? Flower sẽ là direct object, hả? I don't think so. Flower sẽ là gì các anh chị? Very good, be careful. Yeah, nó sẽ là subject complement. Because it's renamed the subject, phải không? Phải không? Các anh chị nhớ nha, sau cái động từ to be hay là linking verb, nó không phải là direct object nữa. Okay? It's not a direct object after the linking verb. In this case, linking verb is the động từ to be, right? It's are, right? So it's not the direct, not the object. Mà nó sẽ là subject complement, hay là mình còn gọi nó là noun predicate cũng được. Okay? Nó là subject complement or noun predicate, right? Các anh chị nhớ không? Nhớ cái bài không? Nhớ không? Nhớ nhờ sao cái linking verb nó không phải là nó không phải là direct object hay là indirect object nữa. Okay, next one. The police asked Dylan several questions. Đang học gì danh từ? Chưa học qua tỉnh từ nha. Đang học gì danh từ? Danh từ nhưng mà nó đứng trong câu, nhiều khi nó đóng vai trò là tỉnh từ. Nhưng mà chị làm đi. Nhặt hết danh từ trong câu ra. Nhặt hết danh từ trong câu ra. Pick out all the nouns in the sentence. The police is the subject, that's right. Dylan is indirect object, that's good. And question will be a direct object. Okay, indirect object. Mohammed, very good. And question is direct object. Mình đang analyze all the nouns, okay? Okay, next one. Very good. Okay, next one. Okay, now next. Pick out all the nouns in the sentence first, okay? Maria wanted bananas and boiled grapes for the party. Cô Maria thì muốn chuối với lại những cái nho mà được lột vỏ đó
cho cái bữa tiệc. Okay. Yes, Maria is the subject. And what else? Very good. Cái bananas and grapes. Grapes chứ không phải là bell nha. Bell is the adjective. Okay. Bell là you lột vỏ này xong cái. Anh chị, you take out không phải dry Việt Nam mà gọi là proper noun. Okay, proper noun. Yeah, a dry Việt Nam hay mình còn gọi nó là proper noun. Lột hết vỏ ra đó. Lột vỏ nó làm sao ta? Peel the banana. Object phải không các anh chị? Mình gọi nó là compound object. Hay là compound direct object. Nghĩa là danh từ tổng hợp. I mean, yeah, compound. Đúng rồi, có chữ. Rồi gì nữa các anh chị? What else? Party is what? Đâu phải. Party đâu phải là indirect object đâu. Party nó đóng vai trò gì? Nó sẽ là. Party là gì các anh chị? Party. What is the role of the noun party? Party nó sẽ là object of the preposition. Reposition, phải không? Túc từ, yes, very hi. Túc từ của một cái giới từ là for. Okay, for. Nhưng mà nếu một cái vai trò khác cho cái phrase của nó đó là for the party, có nghĩa là nó sẽ là adverb. Okay, adverb của cái động từ wanted. Okay, các chị hiểu không? Nó có hai cái vai trò. Một là mình nói là giới từ của cái object, I mean cái preposition for. Hai là đứng trong câu, nguyên một câu nó sẽ là chẳng từ bổ nghĩa cho cái động từ. Mình còn gọi nó, có thể gọi nó là adverb phrase cũng được. Okay. Hay là preposition phrase cũng được. Nhưng mà nó là, nó bổ nghĩa cho cái động từ wanted. Wanted for what? Wanted for the party. Chị nhớ nha, cái danh từ mà đứng sau cái giới từ nó sẽ là giới từ, nên mình túc từ bổ nghĩa cho cái giới từ đó. Brandon ate 98 bananas before winning the contest. The contest. So, làm câu này đi. Làm cái này đi, hurry các anh chị. Mình gần hết giờ rồi. Control of your destiny. At Subway, where you hold the power to create your very own sub made the way you say on freshly baked bread. I like the sound of that. Just like in Star Wars Rebels, coming soon. Sub. Sorry. Ready? Now through Tuesday, only at roomstogo.com. Pick from 100 beautiful rooms, each under a thousand. Google advertise. Okay, Brandon is a subject, banana is direct object. Let's see. That's right. And what else? 90 is the adjective. Yeah, 98 is the adjective.
Right, natty cũng là danh từ mà cũng là tính từ nha các anh chị. And contest, okay, contest is the object, yeah, object of preposition. Cái contest không nha, okay. Cái contest không á, nó mới là object of preposition, winning. And nguyên cái đó mình gọi là preposition phrase, okay. Các anh chị hiểu contest nó sẽ là cái winning ở đây đó, nó cũng sẽ là adjective. Các anh chị học cái bài verbal rồi phải không? Ở đây mình gọi nó là present participle and its function is an adjective in the sentence, okay? I mean yeah, adjective. So nguyên cái câu đó mình gọi nó là preposition phrase, yeah? I'm sorry, before, okay, nó đứng sau cái chữ before. And winning the contest có nghĩa là cái phrase now phrase. And contest ở đây nó sẽ là object of the preposition before, right? Before winning the contest. I'm sorry. Intrepid. Okay, next one. Có người hỏi compliment là gì? Compliment là một cái chữ bổ nghĩa, okay? Bổ nghĩa cho cái gì đó. But is an intrepid explorer là gì? But là cái cậu but đó là một cái người khám phá, cái người khám phá gan dạ đó, hay là dũng cảm đó. Ok, làm câu này đi các anh chị. Làm câu này đi. Compliment chứ không phải supplement nha. Compliment. Yeah, explore là compliment. Ok. Explore là subject. Compliment. Now rename là cho cái subject. Ok. Yeah, but là subject. Ok, next one. That kid with the glasses is Michael. Cái cậu bé đó, cái cậu bé đó, đeo mắt kiếng á, with glasses nghĩa là mình phải hiểu là đeo mắt kiếng á. Thì analyze nữa. What question? Mới được công ty nào thuê quảng cáo. Okay, now do this please. Kid is what? Kid is what? Yeah, answer me, okay? Kid is a subject, right? Glasses is what? Glasses is a object of the preposition with, right? Là tốt từ của một cái giới từ là with, right? And Michael is a subject complement, okay? Object complement. Yeah, no. Object complement là thường thường nó bổ nghĩa cho cái chữ làm túc từ. Ok. Lashes ở đây không phải là object complement, mà nó sẽ là túc
từ của một cái giới từ là width. Okay. Be careful, hiểu rồi chứ gì? Michael apostrophe. Okay, apostrophe nó khác nữa. Michael nó sẽ là subject complement. Okay. Cái này mới là apostrophe nè. My sister to me. So to me sẽ là apostrophe. Nó nghĩa là cái tiếng mà nó rename lại cho cái chủ từ đứng ngay trước trước nó. Nó đồng nghĩa, đồng cách với nhau đó. My sister to me is working. Là khái như vậy. Be carefully. I'm sorry. Apostle. Be careful. Hiểu không? Hả? Hiểu không? Yes. Nhớ nha. Nó khác với cái subject complement. Thường thường cái apostrophe đó, apostrophe, đúng. Thế mình còn gọi nó là predicate noun. Maggie is the youngest child. Anh chị làm đi. Maggie is the subject and child is the subject complement. That's right. Very good. Okay. Okay, next one. Tướng borrow Tom's car for school. Tướng thì nó mượn cái xe của Tom để đi học. Can you hurry up, please? We have 30 more minutes left. And I want you to finish all the exercise for today. Very good. No. Okay, you missed Tom. How about Tom's with the apostrophe and the S? How about Tom? Tom là gì? Yeah, Tom là possessive case, okay? Mình phải có tâm ở trong đó, ok. Tâm cũng là tâm ở đây mình không có gọi nó là adjective nha các anh chị. Mình nó đóng vai trò làm sở hữu, ok. Mình không có nói gọi nó là adjective. Ok, tâm là possessor. Right? Your car sẽ là direct object. Your school sẽ là gì? Object of reposition. Okay? Yes. Okay, next one. Homer seemed like a new man. Này hơi khó nha, cẩn thận nha. Homer is a subject, that's right. Man is a subject complement, that's right. Yes. Seem like là gì các anh chị? Seems like là gì? Nhưng mình làm thử cái seem like là gì? Yeah, but what parts of speech? Có vẻ như very good.
Sim ở đây là no. Sim ở đây sim la là một cái, mình gọi nó là một cái phrase verb. Okay? A verb phrase, yeah? Right? Một cái verb phrase. Okay? Và sim ở đây nó đóng vai trò là mình gọi nó là helping verb hay là auxiliary verb. Okay? Nó bổ nghĩa cho cái động từ ở phía sau. Seem what? Oh, seem like. Dường như cái gì? Oh, dường như giống. Okay? Anh chị hiểu điều này phải không? Cái like là linking verb, đúng. Cái like là linking verb. Cái seem gọi là cái helping verb. Okay, chứ không phải giống như là mình nói giống như là mình nói nó là trợ động từ cho cái động từ to like. Okay? Seem what? Seem like. Okay. Mình sẽ học qua cái trong cái bài động từ chúng mình sẽ nói rõ hơn. Okay, nó rõ hơn. Right. Okay, now this one. Câu này dễ nè. Bob finally sold his car. I mean car. Not car, I'm sorry. But he tell cùng cậu ta cũng bán cái xe của cậu ta. Cái này dễ mà. Okay, verb is the subject. Car is a direct object, right? Huh? Very good. That is so easy. Okay, Harold fed the cat another olive. Okay, olive. Harold thì cho con mèo ăn một cái trái olive cat. Yeah, Harold is subject. Cat is the wet indirect object. Very good. And Olaf is the direct object. Very good. Các anh chị hiểu. Cái gì chánh mình để phía sau. Direct là chánh để phía sau. Indirect là phụ để phía trước. Michael does his work without care. Michael thì nó làm cái công việc của nó một cách rất là bất cẩn, nghĩa là không có cẩn thận, là bất cẩn. Sorry các anh chị, mình còn có vài câu nữa là chấm dứt rồi là đi ngủ. Michael is the subject. Work is the direct object, phải không? And care, yeah, is the object of reposition. That's good. Right, next one. Care không phải là adjective nha. Okay, nó sẽ là thúc từ. Nó là danh từ nhưng mà nó đứng nó làm tốt từ của một cái giới từ without. Okay, without. Melinda gave directions over the phone. Melinda cho cái sự chỉ dẫn qua điện thoại. Yeah, the same thing, right? Melinda is the subject. Direction is a direct object and phone is a subject complement. Okay, let me. Can you get a minute? Uh-huh. Yeah. I'm gonna tell you that how to do that because I'm
Ok, sorry các anh chị. Tại đang sửa nhà sửa cửa đó. Nó sửa cái này rồi nó kêu mình phải sửa cái kia đặng nó lấy tiền của mình. They try to make more money, okay? By asking me to do something else. I mean fixing something else. I don't want that. I'm so poor. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4. Yeah, we have four sentences to finish. Okay. Còn bốn câu nữa ráng làm cho hết nha các anh chị. Cho xong nha. Doctor gives the notes, the many. Okay, I give you the answer. So doctor is the subject. The nose is the indirect object, and the money is the direct object, okay? Okay, now next one. Okay, here he come. And do this. Let me paint the samples and then I'm going to show you what color is
You like this one? Well, I got another one. It seemed like my little one, my little boy, he wanted. Okay. Do you write up sentence then? Hello, Nidap. Nidap Yi. Đà Lạt má đỏ hồng hồng, thấy không? Đà Lạt má đỏ hồng hồng. Okay, now this one, the children are playing game in their living room. Những đứa trẻ thì đang chơi game ở trong phòng khách. Sorry, các anh chị. The children is the subject, right? Game is the direct object and living room is the object of preposition in, thấy không? In, tốt từ của cái giới từ in. And this is the last one, so we're done with the nouns, the last nouns. Susan brings Anna's computer to other room. Anna is the possessive, right? Computers is the direct object and rooms is the subject, I mean object of preposition. Very good. And that's it for today. So we finished the lesson, the now lesson, right? Mình xong cái bài danh từ. Next week we move on to the pronouns. Next week we're gonna learn the pronouns, right? Tuần tới mình sẽ học bài đại danh từ. Đúng các anh chị? Đại danh từ. Ôi dồi, we almost spent 3 hours. Nào chuẩn bị phải sửa cái này xong. Ông nói, tôi sẽ sửa cho cô cái này nữa nha. Ok, sửa cái này nó đẹp hơn nè, để bán nhà cho nó được. Khá như vậy, giờ ổng sửa thêm nhà bếp gì tầm